Nếu bạn mong muốn, bạn có thể trở thành một trong những người chúng tôi. Wings, nếu tay bạn ấm áp trong tay tôi, nó sẽ khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn. Với cảm giác, chúng ta chắc chắn sẽ là người chiến thắng. Wings, với một nụ cười, bạn có thể làm say mê và tỏa sáng thế giới của chúng ta. Với cảm xúc chúng ta có thể nhận được, bay lên nào, hãy xem chúng tôi ở đây. Nếu bạn mong muốn, bạn có thể trở thành một trong những người chúng tôi. Với tia hy vọng về phép thuật, bầu trời chứa đầy lòng đam mê và các cuộc phiêu lưu chắc chắn bắt đầu. Trong những vì ngôi sao như là đám mây, tôi sẽ bay xuyên qua thời gian và không gian. Tôi vẽ lên sự tồn tại của mình bằng trí tưởng tượng. Bay lên tới thiên đường, Queen, nếu tay bạn ấm áp trong tay tôi, nó sẽ khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn. Với một cảm giác, chúng ta chắc chắn sẽ là người chiến thắng. Queen, chúng tôi là những cô gái nhiều màu sắc. Chúng tôi là những người bạn thân thiết của nhau. Với cảm xúc chúng ta có thể nhận được, bay lên nào, hãy xem chúng tôi ở đây. Queen, Queen huyền diệu. Dạo chơi qua các vì sao, dưới sức mạnh tia ánh sáng, tượng trưng cho Queen, những tiên nữ Queen xinh đẹp. Học viện Alfie biến thành căn cứ quân sự, trong khi đó Red Falcon đã bị phá hủy. Thử thách của các tiên nữ để chống lại nhóm Trích chính là đột nhập vào Cloud Tower. Kế hoạch không hiệu quả, nhưng cảm ơn sự giúp đỡ của River, tình huống trở lại bình thường. Tập 23, tập phim Vai trò của sức mạnh. Đúng là lối này. Wait here. Chờ đây nhé. This way. Lối này. Đây là phòng của nhóm Trích. Ned, sao anh lại đưa chúng tôi tới đây? Anh ta định cho tụi mình thấy một mẫu cách trang trí phòng xấu xí đấy mà. Từ đây, chúng ta có thể tới thẳng lâu đài. Hành lang chứa đầy lính ghét. Ra khỏi căn phòng này không vấn đề gì. Tôi biết cách di chuyển trong lâu đài mà không bị phát hiện đó. Trước tiên, chúng ta còn phải đi xuống các phòng thấp hơn. Lối đi bí mật ở trong đó. I don't know. Looks like a regular mirror to me. Đối với mình, đó chỉ là tấm gương bình thường thôi. Cậu tin mắt của Sky. Tin tôi đi. Tôi cùng phe bạn mà không phải bên phe phù thủy đâu. Thôi nào, chúng ta không thể lãng phí thời gian. Nè, nhường cho các cô gái đi trước đi, Braden. Tiếp theo là trẻ em phải không, Ribbon? Để anh đi trước. Có thể bên trong đó nguy hiểm đó. I'm right behind you. Đồ lén lút. Ta biết chúng sẽ thử làm việc gì đó mà. Các em, chúng ta có khách. Bloom, dừng lối đi bí mật của lâu đài. Cô ta không đi một mình. Làm cách nào mà cô ta vào được đây chứ? Nut đi cùng cô ta. Đúng là đồ phản bội. Bình tĩnh đi nào, Darcy.
Đây là việc tốt đầu tiên mà cô Eton đã làm cho chúng ta đó. Bọn ta có sức mạnh rồng thiên, không có gì có thể ngăn cản được bọn ta. Đây chỉ là một chút lợi nhỏ thôi. Vì vậy, chúng ta sẽ gặp thẳng bọn chúng. Mình vẫn không thể tin được những gì đang xảy ra. Ý mình là đáng lẽ ngân cấp một năm học bình thường, thì thay vào đó chúng ta phải rơi vào một thảm họa diệt vong, phải bảo vệ Alfie và vùng đất phép thuật này. Hãy nghĩ theo cách này đi. Chúng ta có được kinh nghiệm quý báu này dạy cho ta biết nhiều thứ hơn sách vở. Chúng ta là một phần của sự kiện này. Chúng ta đã sử dụng câu thần chú phép thuật mà chưa bao giờ được áp dụng. Misa, chúng ta chiến đấu cùng với những pháp sư và tiên nữ mạnh nhất trong vùng đất phép thuật này. Các bạn thấy những cái này thú vị phải không? Mình chẳng thích chút nào. Toàn bộ những việc này làm mình sợ. Đáng lẽ mình phải ở nhà để được an toàn cùng ba mẹ và các bạn của mình. Mình biết bạn muốn gì. Mình cũng buồn lắm. Mình không thể chịu được ý nghĩa trở thành tù nhân, bị cô lập với phần còn lại của thế giới này. Mình chỉ ước những thứ tồi tệ này chỉ là một cơn ác mộng. Đúng là như vậy. Đây là khoảng thời gian khó khăn, nhưng chúng ta phải chống lại và tin tưởng rằng cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng. Flora nói đúng. Chúng ta giống như một dàn nhạc lớn, với mỗi người chúng ta đóng một vai trò quan trọng. Ngay cả khi cô và Tippy đang chơi cho một phần của họ. Thấy chúng như thế nào chưa? Mỗi người trong chúng ta là một sức mạnh không thể thiếu trong việc cứu Magis. Hãy nghĩ việc Bloom và Stella cũng đang nghĩ như vậy. Họ đang ở trong lãnh thổ của kẻ thù, thậm chí Bloom còn không có phép thuật nữa. Cho dù như vậy, mình tin rằng họ vẫn an toàn. Musa nói đúng, chúng ta không được tiếp tục như vậy. Ý chí tinh thần hay lắm. Chúng ta phải dạy cho lũ quỷ đó một bài học mà không bao giờ chúng quên được. Phải đó, chúng nghĩ rằng có thể lấy đi những ước mơ và tiêu diệt thế giới của chúng ta một cách độc ác như vậy sao? Nhưng chúng đã sai rồi. Phải đó, bạn nói đúng, chúng sai lầm rồi. Cố lên nào, bạn có thể làm được mà. Tin nhắn của mình. Từ Timmy à? Phải. Timmy và mình, tụi mình đang phân tích dữ liệu để xác định lần tấn công tiếp theo. Các bạn biết rồi đó, nói chuyện sau nha. Later. Mình chưa bao giờ thấy bạn ấy. Bạn ấy khác thường chứ gì? Mình cũng vậy. Hãy so sánh dữ liệu. Theo đó tôi thấy hơi băn khoăn. Nếu số liệu của tôi đúng, chỉ có một sự can thiệp đặc biệt nhỏ có thể cản trở các chức năng dữ liệu của chúng ta. Nhưng tỷ lệ rất thấp. Bạn có đang nghe tôi nói không? Tất nhiên rồi, Timmy. Tỷ lệ thành công của nhiệm vụ thấp phải không? Phải. Bạn có thể kiểm tra mức độ ổn định năng lượng của hàng rào quanh Alfie giùm tôi được không? Timmy. Nếu mình gạt hết những số liệu này sang một bên để bản thân mình theo đúng cảm xúc, sau tất cả việc này, nó cũng không tệ lắm. Chúng ta đã đi bộ hàng giờ trong đường hầm bí mật. Có vẻ như chúng ta không biết mình sẽ đi tới đâu. Mọi thứ đều trông giống nhau. Đừng lo, chúng ta sắp tới nơi rồi. Chỉ còn vài bước nữa là chạm tới được ngọn lửa rồng thiên rồi đó. Thấy chưa, đằng kia kìa là nơi chúng tôi cất giấu mọi bí mật. Anh đang cố gắng khiến chúng tôi nhớ nhà phải không? Tôi cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. Không bảo vệ, không có bẫy. Sao nhóm chức lại tự tin đến vậy? Được rồi, đã tới lúc phải giải phóng cho các tù nhân. Phải. Các anh phải cẩn thận nha. Sẽ quay lại sớm thôi. Tôi sẽ tham gia cùng các cậu sau.
ở đây rồi, Plum. Chẳng bao lâu nữa em sẽ trở lại là tiên nữ mạnh nhất trong vùng đất phép thuật này. Là nó đó sao? Ngọn lửa rồng thiên của mình. Nó có thể là của mình một lần nữa. Mình cảm thấy sức nóng của nó. Xảy ra chuyện gì vậy? That's not your. Đây không phải là ngọn lửa của ngươi đâu, Plum. Ngọn lửa đó nằm ngoài tầm với của ngươi mãi mãi rồi, và ngươi không bao giờ có thể lấy lại nó. Ngươi thua rồi, tiên nữ à. Thấy chưa? Giờ bọn ta mạnh hơn ngươi rồi đó, nhưng ngươi sẽ không nói cho ai biết được đâu. Và ngươi biết tại sao không thể nói không? Cloud Tower sẽ là nấm mồ của ngươi đó. Ai vậy? Xin chào các bạn nhỏ Việt Nam. Chúng tớ là những nàng tiên xinh đẹp nhất đến từ thế giới phép thuật. Tớ là Plum, biệt danh tiên nữ rồng thiên. Bạn thân của tớ là Pixie Blocks khác. Tớ là Stella, là tiên nữ ánh sáng, và luôn có người bạn nhỏ Pixie Amor bên cạnh. Mình là Flora Tóc Nâu, biệt hiệu tiên nữ thiên nhiên. Bạn Pixie của mình là Jasta, vì hay tán phét nhìn rất đáng yêu. Chào các bạn, mình là Musa, tiên nữ âm nhạc, và bạn là Pixie Tool. Tớ là Techno, tiên nữ công nghệ. Và tất nhiên, bạn thân của tớ sẽ là Pixie Digit, Pixie công nghệ. Bộ sưu tập Win và Pixie phép thuật nhiệm màu, đồng giá 399.000 đồng một bộ. Các bạn tiên nữ Win lại càng xinh đẹp khi hóa thân thành những nàng tiên nữ đầy quyền năng. Nàng tiên Jamis 299.000 đồng một bộ. Nàng tiên Believit 499.000 đồng một bộ. Nàng tiên Sophis 499.000 đồng một bộ. Sản phẩm có bán tại các cửa hàng đồ chơi do công ty Việt Tinh Anh phân phối trên toàn quốc. Gọi ngay 0927 400 005 để biết thêm chi tiết. Nhận lấy cái đó như một lời cảnh báo. Ba người các ngươi xứng đáng nhận được những hình phạt nặng nhất vì những gì mình đã làm. Nào Plum, chúng ta đi thôi. Vậy là bà đã sắp đặt cuộc chạy trốn này phải không, Griffin? Ta chỉ muốn cho các ngươi biết rằng ta vẫn đứng được trên đôi chân của mình. Chúng ta sẽ gặp nhau sau như các cô gái. Ta e rằng trận chiến cuối cùng sẽ phải đợi đó. Bà nghĩ bà đang làm gì vậy hả? Tấm lá chắn sẽ kìm chân chúng được một lúc. Chúng ta phải lên thềm đón gió. Chỉ có cách tới đó mới ra khỏi được lâu đài. Cô mặc áo chàng đi thưa cô Griffin. Được rồi, chúng ta đi thôi.
Chúng ta rời khỏi lâu đài để nó rơi vào tay ba phù thủy kia sao? Học sinh thân yêu, chúng ta không có cách nào chống lại Icy, Darcy và Stormy được. Nhưng thưa cô Griffin, nếu cô để lại như vậy, chúng sẽ phá hủy Cloud Tower. Tôi biết việc này mà, Stella. Cô Faragonda đã cảnh báo tôi về bọn chúng. Nhưng tôi lại để cho một phù thủy tài giỏi như mình không vì gì phải sợ ba học sinh của mình. Đây là một sai lầm lớn. Thực tế là tôi, Saladin và Faragonda đã đánh bại ba tổ tiên của chúng. Không có nghĩa là chúng tôi bất khả chiến bại. Sự thật là chúng tôi luôn phải mở to mắt để cảnh giác. Thế giới pháp thuật không bao giờ được đánh giá cao. Không bao giờ được đâu. Không! Cô Griffin, khi chúng ta ngạc nhiên đó. Chúng ta bị kẹt rồi. Không dễ dàng gì ra khỏi đây đâu. Cái gì? Em nghĩ mấy hòn đá này có thể ngăn cản chúng ta sao? Chúng ta phải tóm được chúng trước khi chúng trốn thoát. Các em xích vào một bên đi. Chạy xuống có chút xíu à. Phải làm việc này mãi mãi đó. Các em còn đợi gì nữa? Giúp chị đi. Chúng ta sẽ để cho các sinh vật hắc ám chăm sóc lớn và bạn bè của cô ta. Tôi sẽ mở một trường hợp phép thuật chiều ám phiêu. Tất cả mọi người tập trung nhau lại càng gần càng tốt. Chúng ta phải làm việc này thật nhanh. Các sinh vật hắc ám đang tới đó. Nhanh lên, và cũng di chuyển đi. Nhanh lên. Cô Griffin, chúng ta có thể tạo một con đường chỉ chúng phân tâm. Nếu em có chiếc xe mô tô gió của mình. Cái này tốt hơn nè. Mô tô không gian hình con nhện mới nhất đó. Anh chấp nhận rủi ro để cứu bạn bè mình. Không ai có thể ngăn cản anh đâu. Được rồi, em sẽ đi cùng anh. Chúc may mắn. Mình không quên bạn đâu, Plum.
Mình không nên quá xa kia, Plum à. Cái gì đó cản đường. Just go away. Đi ra đi. Guys, they're all over. Sao nó leo đầy người em rồi nè. Do something. Anh làm gì đi chứ. Tốc độ nhanh tuyệt đối sẽ khiến chúng mất độ bám. Giữ chết nhé, Plum. Em không sao chứ Plum? Trong tập phim tiếp theo, cô Faragonda và cô Griffin đoàn kết chống lại kẻ thù. Họ phải cùng nhau chống lại nhóm Trick với thế lực ngày càng mạnh hơn bao giờ hết. Chuyện gì xảy ra với Plum và Sky? Họ có thể gia nhập lại nhóm Wings không? Our fear đang thật sự lâm nguy.